Quận đoàn Bình Thủy tổ chức và chỉ đạo các đoàn phường đồng loạt ra quân, ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị sáng xanh sạch đẹp văn minh tại các tuyến đường, đường trên địa bàn quận, thu hút hơn 400 đoàn viên thanh niên và chiến sĩ tình nguyện tham gia. Theo đó, các đoàn phường đã phối hợp với các đơn vị kết nghĩa ra quân trồng cây xanh, nạo vét cống thoát nước, dọn dẹp vệ sinh cảnh quan, phát quang thu gom rác, mé nhánh cây che khuất tầm nhìn, tháo gỡ biển quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường chính tại địa phương qua đó phát huy vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong xây dựng đô thị văn minh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp trên địa bàn quận. Tổng kinh phí thực hiện trên 90 triệu đồng. Được biết qua một tháng ra quân hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè, các cấp bộ đoàn quận đã ra quân thực hiện các công trình phần việc như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, làm đường tặng quà, ra quân ngày thứ bảy tình nguyện chủ nhật xanh, tổng trị giá trên 500 triệu đồng.